Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì em đang có mặt tại ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, ở một cái hồ câu. Thì cái hồ này thì trước kia là người ta thả cá xả, sau đó là đánh vét lên. Nói chung là cá to người ta cũng bắt gần như hết rồi. Còn lại cá size nhỏ thì cho câu, chủ yếu là để cho anh em diệt cá nhỏ đi. Sau một thời gian thì chủ hồ, ít bữa nữa thì chủ hồ sẽ làm một cái hồ mới. Đấy, sẽ kéo hết cá còn lại dưới hồ, anh em câu được bao nhiêu câu chủ hồ sẽ vét hết, làm một cái hồ đài mới. Thì cái hồ này thì hiện tại dưới hồ thì cá trôi đang rất là nhiều. Em nghe thông tin anh em nói cá trôi nhiều. Thì có một người em ở trên đây nói là trôi nó cũng tầm một cân rưỡi, hai cân rưỡi. Và cá chép cũng rất nhiều. Thì hôm nay thì cũng rất từ lâu lắm rồi, hôm nay em cũng muốn đi đánh cá trôi. Tại vì thời gian vừa rồi thì chủ yếu là đi săn hàng, đánh chép, đánh chấm đen, chấm cỏ. Thế nay em cũng muốn đi đánh cá trôi. Thực sự cái sân chơi để mà câu cá trôi thì nó cũng không có nhiều lắm. Nên là thôi, hồ này cá nó size hơi nhỏ tí, nhưng mà thôi, cá nhỏ thì bắt nhiều cũng được, cũng là một cái hay. Để gọi là đi câu được giật nhiều. Hôm nay em muốn cái cảm giác là được giật nhiều. Hồ này thì cũng khá là rộng. Nên hồ chắc nó tầm khoảng 5.000-6.000 mét vuông á. Hồ hình gần như là vuông. Nước thì em cũng nghe nói là khoảng 2 mét nước. Đấy. Không biết thế nào, để tí nữa em sẽ ra đồ cân phao thì em sẽ đo cái mực nước. Hồ thì cũng còn đang hoang vu lắm. Sau đợt này thì chủ hồ mới cải tạo lại hết hồ, làm cầu, làm miếc, thì làm hồ đài. Và đây, ở đây thì có một cái con sông ở ngoài này. Bên này là hồ, thì hồ này lợi thế cái là có nước ra vào, lấy được nước sông ra vào, nên là cũng là một cái cực kỳ thuận lợi cho chủ hồ. Đấy, lấy được nguồn nước ra vào, nếu so với một cái hồ là rất nhiều người mơ ước ấy. Lúc lấy nước vào thay nước ra rất là dễ dàng. Thì hy vọng cái hồ này sau này cũng sẽ là một cái hồ câu đài, là một cái sân chơi lành mạnh để cho anh em chơi. Thì thôi, bây giờ em sẽ vào em ra đồ các bác nhé, để chuẩn bị câu. Hôm nay thì em sẽ đi đánh cá trôi. Vậy bây giờ em cũng sẽ pha mồi cá trôi. Đầu tiên cái gói mồi này là gói vua 7. Em sẽ cho tầm khoảng 1/4 gói. Tiếp theo gói này là cái gói mè thủy ngũ của Đai He. Gói này thì em cho tầm 6-70 gram. Gói này thì nó có vị thơm và chua nhẹ. Tiếp nữa gói này là cái gói sữa hua nhé, anh em nhé. Gói này có vị thơm mùi sữa, thơm khá đậm mùi sữa. Em cũng cho khoảng 1/5 gói. Ăn đây là bột tôm. Bột tôm DH. Gói bột tôm này thì được hút trên không nên là nó rất là cứng. Để trước khi mình dùng mình bóp nát nó ra các bác nhá. Tôm DH thì em cho khoảng 40-50 gram. Và đây là cắm cá. Cái bột tôm này thì nó ép chân không ấy, nó sẽ bị cứng, nên là mình sẽ bóp hết những cái cục này ra cho nó đều. Cắm cá thì em sẽ cho tầm khoảng 700 gram.
Bây giờ thì em sẽ cho nước cái gói bông tuyết, nhưng mà em để nó bị hư mất rồi. Thôi. Đảo đều đấy. Ok, phần mồi xả. Em sẽ pha một câu. Nếu như mà thời tiết mà nắng á, hôm nay trời mưa, nếu thời tiết nắng thì em sẽ cho thêm cái chai hoa quả chua. Nhưng mà hôm nay thời tiết mưa này em cũng không cho. Một câu thì em sẽ rắc thêm một chút bột tạo sợi. Mồi trôi thì cái mồi vê em sẽ đánh mồi rất là mềm. Đánh mồi mềm và đánh lưỡi nhỏ, vê nhỏ như mồi du phi. Miệng con trôi nó rất là nhỏ. Ok. Hôm nay hiện tại thì em sẽ sử dụng cần 36 trước. Tí nữa đánh xem hiện tượng thế nào thì có thể là thay đổi sai cần sau. Em đang sử dụng 36 6H. Đánh cá trôi thì chỉ em sẽ kéo hơi cao một chút. Được rồi. Hết mưa. Em sẽ tiến hành xả mấy cục trên mặt nữa. Xả mấy cục lửng không xả mặt nữa. Thời tiết này thì đang gió khá là to, cũng có mưa, sáng đến thì có mưa. Bây giờ thì ngớt mưa rồi. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Có một người em ở trên này nói là trôi nó cũng tầm một cân rưỡi, hai cân rưỡi. Cá này á, mút mùa. Úi dù chạy khỏe thế. Ấy. Cước nó dài, cá nó chạy phê. Sốc. Ăn nhưng mà mồi chưa lọt miệng em ạ.
Anh nghĩ ở dưới đây nó có một cái loại sai cá nhỏ nữa. Sai cá rất nhỏ. Đi rồi. Giờ bị con dính đít. Cần này đánh nó đâu vít đâu. Trời ơi, trời ơi. Sao giờ toàn bọn cá con này. Lúc đầu ấy thì em có kéo chì lên tút trên cao. Nhưng mà do hồ có cá con nên là có bị cá con phá. Vậy nên bây giờ em lại phải hạ chì xuống dưới mani để hạn chế cá con lại. Ôi cái bàn này trượt nhiều phết nhỉ. Hy vọng là nó to. Cá giờ nó hiếm, phải rất là cẩn thận các bác ạ. Không dám ép quá, sợ bong mất. Không phải là khỏe mà không dám ép. Cá giờ nó chậm ăn, con cá quý lắm. Trôi. Cũng không to lắm đâu, bình thường thôi. Không dám ép, sợ nó bong nôi lưỡi bé. Ôi. Hơn 2 cân. Ui dồi ôi. Hô hô hô. Các bác ơi. Khoảng hơn 2 cân xíu rồi. Cằn me như thế mà còn không đóng.
Mồi chỉ tầm này này. Thế cá bé em ạ. Cái size cá bé nó nhiều. Cá mà cứ cân mà ăn vậy thì chết rồi. Cân mà hai cân ăn vậy thì chết lâu rồi. Đầm tay dính đuôi rồi. Chết chết. Mày à mày. Mãi mãi mới được con các bác ạ. Bây giờ cá nó ăn khó chịu lắm. Ăn mím 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 cá con nó nhiều khó đánh lắm. Mím mím bập mất phao 3-4 nhịp mà đánh còn không được. Được con mừng rơi nước mắt. Em thì thi thoảng em cũng lên được con. Hồ thì hiện tại giờ đang chậm lắm rồi. Đang cực chậm. Có một cái thời điểm là cá nó ăn khá là đẹp nhưng mà em đánh không được. Thì bây giờ em đã phải chuyển đổi xuống là vê mồi cực nhỏ em nhá. Chỉ to hơn hạt đỗ xanh một xíu thôi. Thì bây giờ đánh gần như là khá là ổn. Khi mà cá báo phao là đánh gần như là chết. Còn lúc trước ấy, báo phao rất là đẹp, mất khoảng 1 tiếng đồng hồ ăn liên tục nhưng mà đánh không được. Cuối cùng bắt buộc em phải vê mồi nhỏ xuống đấy. Thì nó sẽ cho một cái hiệu quả khác liền. Kiểu này khả năng phải đánh mùi vuốt thì hiệu quả cao hơn, dễ lọt miệng hơn. Chỗ này toàn chỗ nhỏ toàn loại bé bé này tầm vài chục con. Cái này đánh dài thì được. Ở loại này đánh dài thì được. Chỗ này nó chỗ này cá nhỏ nhiều. Ở đầu kia thì em nó đánh lại cá to nhiều. Hôm nào anh đánh dài mấy đứa trẻ con đấy đúng không? Thôi cương quá để cho nó lên mặt. Con rồi dòng tự tin quá để nó quẫy bong mất. Từ con này bắt con này đã bập rồi. Ngọc vọng.
cá nó ăn nhẹ lắm. Ăn nhẹ này nên là xét đồ từ cân phao cứ phải thật chuẩn. Không, nó báo không có chuẩn, thậm chí không báo luôn. Em á, em quê Ninh Bình nhưng mà cũng ít câu ở Ninh Bình lắm. Hôm nay làm cầu nhá, các cá thì cũng đẹp mà đúng không? Nước cũng khá sâu. Vâng, lại có nước ra vào nữa là cũng đẹp đấy. Đấy, đẹp, lợi thế. Vâng. Được mấy cái điểm lợi thế làm thì nó cũng đỡ khó khăn nhiều. Vâng. Đấy, dụ mà đi thuê là nguyên tiền thuê một tháng là hết bao nhiêu rồi mà làm không cẩn thận là không có lời luôn. Đau mất tay trái rồi. Chấm cỏ. Vướng cái này không bóc được. Không. Câu lúc nữa về giờ mà 6 giờ về mà. Vâng. Nghỉ giải lao lát các bác ạ. Cũng lâu lắm em không đi câu theo cái kiểu như này. Thì thực sự thì hôm qua em cũng được nghe anh em giới thiệu về cái hồ này. Thì hồ này trước kia là người ta nuôi cá, nhưng bây giờ là cho câu. Giá vé 100.000 một ngày. Thì hồ người ta cũng có vét cá to rồi. Và để lại cá bé để kiểu coi như là bán cá nhỏ vậy. Hôm qua thì em nghe anh em nói là cá sai nó tầm 1,5 cân đến 2 cân, hơn 2 cân. Nhưng hôm nay em xuống hồ thì chắc là nó cũng vãn rồi. Mấy ngày trước anh em đánh trước chắc là vãn rồi nên nay em câu toàn sai nhỏ thôi. Nói chung là cá bé thì hơi buồn một chút nhưng mà cũng không sao, hôm nay đi câu rất là vui. Tại vì cũng rất là lâu lắm hôm nay mới có cái cảm giác gọi là đi bốc. Trước kia ở trong Nam thì em cũng hay đi câu theo kiểu dạng những hồ khui kiểu dạng na ná như thế này thì đánh cũng khá là thú vị. Nhưng mà ở trong Nam thì đặc điểm là ở trong Nam thì các chủ hồ có thâu lại cá nên là đi câu là mang tính chất là đi câu gạo đấy. 8.000, 10.000 một kg thì có thể là bào kiếm tiền được, nhưng đây là đi câu như hôm nay em đi câu mang hình thức là đi câu chơi thôi. Còn cá mắm thì cá nhỏ này chắc là câu xong thì ai lấy thì cho thôi chứ cũng không có mang về làm gì cả. Nhưng mà hôm nay là cũng khá là mỏi tay, bị chống cái tay trái này vào đùi nhiều, cũng hơi bị mỏi vai. Tay phải giật thì không sao, tay phải giật thì kể cả giật cả một tuần thì cũng không vấn đề gì cả. Nhưng mà tay trái là đang có hiện tượng đau tay. Giá như mà hồ này mà nó còn nhiều cái loại trôi mà 1,5 cân đến 2,5 cân thì chắc là đánh cũng thích lắm đây. Tiếc quá thì chắc ở hồ cái sai đấy nghe anh em nói vào mấy ngày trước thì nó nhiều lắm. Nhưng mà chắc là cũng bị đánh nó vãn rồi. Nên này em đụng nó cái loại đấy nó không được nhiều, ít lắm.
còn chủ yếu sai 5-7 lạng đến 1 cân thôi. Cướp mồi. Vâng. Con này khá to đấy. Ui xời, 1,5 cân. À, mày giỏi đấy. Mày láo thật. Tình hình là bây giờ thì mặt trời cũng đã đang khuất núi dần rồi các bác ạ. Thì thôi bây giờ em cũng xin nghỉ. Vì cũng thực sự là cũng đủ rồi. Có cố thêm nữa thì cũng không giải quyết được vấn đề cá thì cũng... Bây giờ mới đến là cái thời điểm ăn mạnh này. Bây giờ gần như tất cả các ổ ai cũng được giật. Còn cái lúc mà... lúc thời gian trước thì gần như cả hồ thì chủ yếu em giật là chủ yếu. Các ổ khác thì cũng lai ra chậm. Một số vị trí thì gần như rất là chậm. Hôm nay thì thực sự là cá hơi bé thật. Hơi buồn một cái là cái thông tin nó không được chuẩn. Em cứ nghĩ là cá sai từ 1,5 cân đến 2,5 cân thôi. Ai ngờ nó bé quá. Cũng hơi buồn một tí. Dụ nó to thêm một chút ấy, thì được cái cảm giác nó sẽ phê hơn nữa. Nhưng mà thôi như vậy là hôm nay là cũng rất là vui rồi. Được giật rất là nhiều. Lâu ngày cũng được khởi động chân tay. Tại vì lâu nay em chủ yếu đi sân hàng. Nên là cũng rất là lâu rồi không đi đánh theo kiểu dạng mà bào kiểu này. Hôm nay về chắc là cũng hơi đau tay đấy. Tại vì tay phải em giật thì không bị đau đâu, tay trái hơi đau. Tay trái cứ chống vào đùi xong là khom người hơi đau. Cá hôm nay thì sai nay em câu thì nó nhỏ thôi. 5 lạng, 7 lạng, 1 ký, 1,5 ký cũng có. Nhưng mà cái số lượng 1,5 ký không được bao nhiêu á. Được ít lắm, 7-8 con thôi. Được, cứ sai được. Ê, có một con to nhất là được khoảng hơn 2 ký. Thế thôi. Cái hồ này thì cũng khá là đẹp. Chủ hồ đang cải tạo hồ để... đang cải tạo rồi vét hết cái lứa cá này lên rồi làm một cái hồ đài mới. Thì em thấy diện tích hồ cũng khá là rộng. Khoảng 5,000-6,000 m² đấy. Mực nước thì hiện tại bây giờ khoảng 2 m. Chủ hồ thì cũng có nói là hồ sẽ cho thêm 50 phân nữa. Thì em nghĩ là cái hồ này thì sau này cũng là một cái hồ đài sẽ là đẹp. Tại vì có nước ra nước vào. Mà mực nước thì cũng sâu. Đáy thì em cảm giác là đáy cũng khá là trơ đấy. Chứ không nhiều bùn lắm đâu.
Thế thế thì sau một cái buổi đi câu hôm nay thì kết quả thì hôm nay em cũng không biết được khoảng bao nhiêu cân nữa, chắc cũng được vài chục cân, 3-4 chục cân gì đấy, khoảng khoảng đấy. Em cũng chưa kéo giọng lên. Bây giờ là em lên cá nha các bác nha. Ở đầu trên đấy kéo nữa. Từ từ. Đây. 35-40 cân gì đấy. Ấy, bây giờ hai anh em bắt nhá. Ấy, hai anh em chia nhau. Cho vào chỗ nào rộng cho nó dễ. Để lấy mấy con to để về các bếp. Ừ. Em lấy đây lấy hai con to này thôi. Để treo nó đều nha. Đấy.